Dạ thì giờ anh Hải cùng chị Loan đến đây cả nhà. Ý cả nhà ơi, chị Loan cả nhà ơi. Mày Loan. Né cho chị Loan đi mọi người ơi. Chị Loan đi với anh Hải cả nhà để đến viếng tang lễ của nghệ sĩ Lê Hùng nha. Rất là nhiều người nha cả nhà. Đó, rất là đông. Cho chị Hồng Loan đến đây. Ủa, cô thấy cô nằm ở cái hang ở đây là gì vậy? Dạ không, con
Thank you.
Bên trong thì chị Loan cùng là anh Hải đang ở bên trong đó các nhà. Hậu Nhân thì ở bên ngoài cũng như là quay chia sẻ những khoảnh khắc bên ngoài cho các nhà mình xem ha. Anh em quay kính chị Hồng Loan luôn để mà chia sẻ cả nhà tối đêm nay đến viếng đám tang. Viếng đám tang của nghệ sĩ Lê Hùng nha các nhà. Dạ thì video cũng khá là dài rồi, Hậu Nhân cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.